Thậm chí mà tôi gặp ngư dân tôi không cho người ta coi cái đuôi cá của tôi luôn á. Tôi phải giả bộ tôi là người đang bơi, bởi vì người ta hiểu lầm tôi là tiên cá thiệt, là nó bắt tôi luôn á các bạn. Nguy hiểm lắm. Có ông chú kia đang bán cá kìa. Dạ. Dạ dạ. Người lạ đó. Người lạ ơi đó. Đúng rồi hả. Chạy đi con, chạy. Hả, chạy. Giỡn mà. Tự muốn bắt lấy cá quan giả tôi huấn luyện là dễ hơn. Nó đánh hơi được mùi sát khí của các bạn là nó chạy rồi. Cái lỗ mũi nó nhạy lắm. Các bạn ăn thịt động vật nhiều, mấy con thú hoang dã nó ngửi được hết. Nó thấy dã tâm của các bạn, mùi hơi tanh hôi của các bạn là nó bỏ chạy à. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã ra đi rồi. Việt Nam chỉ còn lại một vị Phật sống, chính là Thiền sư Thích Thanh Từ, là sư ông của tôi, và Thiền sư Thích Nhật Quang. Hai người đó mất rồi thì chỉ còn lại mình tôi á. Sứ mệnh của tôi phải duy trì chánh pháp của Như Lai. Tôi phải thể hiện rất là nhiều cảnh giới xấu xa, tốt bụng, ác này kia các kiểu, là để tôi thay đổi tương lai của các bạn tốt đẹp hơn đó. Tôi quá là ác nên tôi không bị bệnh hả? Tôi tu sai rồi nên bệnh tật không có thể nào mà nó đến được với tôi hết. Tôi ác quá các bạn, nên chả con vật nào muốn hại tôi. Ác ghê không? Bơi một ngày 5-7 cây số luôn cũng được. Tôi cứ như vậy. Titi à, con muốn nói gì với những khán giả đang xem clip không? Là những người đang ủng hộ mình á, còn những người họ chuẩn bị chửi mình, con cũng hãy từ bi với họ. Họ cho mình kỷ niệm tốt, hay họ cho mình bài học, hay họ cho mình niềm vui, cũng phải đều biết ơn nghe chưa. Thì Ti đó, nó đang luyện được cái khả năng từ bi của tôi rồi. Nên các bạn có hại nó, nó cũng sẽ rất là vui vẻ rời khỏi thế giới này. Chúng tôi đã bơi hơn 500 km cùng nhau trong rừng ngập mặn ra biển. Tôi đâu cần lên TV tôi quảng cáo. Tôi chỉ cần các bạn ủng hộ coi cái clip giải cứu động vật của tôi cho thế giới thấy. Việt Nam cũng được hưởng. Tất cả muôn loài được hưởng phước đức đó rất là nhiều. Những like cho cái kênh Tiun thôi. Được không? Tôi làm hết sức của tôi rồi. Phần còn lại là của các bạn.